Chị Nguyễn Thị Thu Hồng Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ câu chuyện của mình sau một quãng thời gian đau khổ với căn bệnh xùi màu gà. Chị Hồng sinh ra và lớn lên trong gia đình bố mẹ đều là cán bộ viên chức. Học xong đại học chưa xin được việc làm nên chị Hồng đã học tiếp thạc sĩ. Sau khi bảo vệ luận văn thành công, chị vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Năm 31 tuổi, chị quen với một người đàn ông đã ly hôn vợ. Hai người khá hợp tính nhau nên chị Hồng có ý định đi đến hôn nhân với anh chàng này, nên cả hai đã vượt rào. Trong giai đoạn này, chị Hồng thấy khu vực vùng kín có dấu hiệu lạ, ở quanh hậu môn của mình phát hiện các u cục nhỏ, soi qua gương chị thấy rõ các mụn mọc thành chùm. Điều đó khiến chị lo lắng và tìm kiếm thông tin về bệnh sùi màu gà. Sau đó chị đi khám tại một bệnh viện lớn, bác sĩ chỉ nhìn đã báo chị mắc phải căn bệnh xã hội này. Chị Hồng kể, tôi không quá sốc với kết luận này, nhưng những thông tin về bệnh tìm được trên báo chí khiến tôi hoang mang. Ông bác sĩ chỉ đưa cho chị Hồng tấm danh thiếp ghi địa chỉ phòng khám tư nhân của họ và bảo với chị bệnh này, điều trị tốn kém và lâu dài. Về nhà, chị Hồng giấu mọi người. Chị gọi điện cho người yêu thông báo về chuyện bị xùi màu gà. Anh ta không một lời giải thích. Chị đang muốn nghe anh nói xin lỗi nhưng anh ta từ chối bay biến. Do có lịch công tác nên chị vào thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây chị lại tìm bệnh viện đi khám. Chị đến bệnh viện tư lớn tại quận 7 khám, chi phí khám đắt nhưng bác sĩ khám sơ sài. Người bác sĩ nhiều tuổi nhìn chị bằng ánh mắt rất lạ người ta còn chẳng đụng chạm vào người chị vì sợ lây, và khuyên chị Hồng nên chọn bệnh viện gia liễu khám tiếp. Chị mất ăn mất ngủ vì lo bệnh, về đến Hà Nội chị đến ngay bệnh viện phụ sản khám. Bác sĩ kết luận sùi màu gà hậu môn và khuyên chị nên sang chuyên khoa khám lại và nội soi ống hậu môn. Hành trình khám bệnh của chị Hồng lâu dài và tốn kém. Chị đến bệnh viện tư nhân khác ở Hà Nội nội soi tiêu hóa và trực tràng. Vì bị bệnh dễ lây nhiễm nên chị phải chờ đến khi không còn bệnh nhân bác sĩ mới khám cho chị do sợ lây nhiễm với bệnh nhân khác. Kết quả, chị mắc sùi màu gà ống hậu môn, trực tràng trơn tráng. Bệnh sùi màu gà xuất hiện ở hậu môn khiến chị Hồng hoang mang. Đến đâu bác sĩ cũng nói bệnh nguy hiểm, tuy nhiên việc tìm nơi điều trị cũng chẳng dễ dàng. Chị lên mạng, tìm kiếm thấy một vài trung tâm y tế quảng cáo chữa dứt điểm sùi màu gà. Lo sợ thái độ lạnh lùng của bác sĩ ở bệnh viện công nên chị Hồng chọn một trung tâm y tế tư nhân. Sau khi làm các xét nghiệm và chuẩn bị cắt các ổ sùi, điều trị đốt, bác sĩ vẫn dọa bệnh lâu khỏi và rất tốn tiền chỉ một ngày điều trị, chị Hồng đã mất gần 10 triệu đồng. Nghĩ đến căn bệnh quái ác, người yêu thì quất ngựa truy phong chị Hồng rơi vào trạng thái stress nặng. Chị xin nghỉ phép ở nhà đi chữa bệnh nhưng tiền tốn, đau đớn mà bệnh chẳng thuyên chuyển. Sau khi lấy hết can đảm, chị Hồng đã vào bệnh viện gia liễu trung ương điều trị. Bỏ qua những mặc cảm, xấu hổ, chị Hồng cho rằng các địa chỉ chuyên khoa sẽ tốt hơn. Trong vòng 2 tháng điều trị theo thứ tự đốt điện, xịt ăn hai lần đốt laser CO2 chị Hồng đã khỏi bệnh đến bây giờ cách xa bệnh xùi màu gà 3 năm nhưng mỗi lần nghĩ về thời gian này chị lại dùng mình từ ánh mắt của bác sĩ cho đến những cái nhìn của mọi người khi biết mình mắc bệnh khổ nhất là sự lo lắng lây cho người thân nên việc dùng nhà vệ sinh chị cũng phải cẩn thận chị hồng bảo từ lo lắng mất ngủ đến nay chị tăng